quý vị, Liên Hợp Quốc đã gọi Ukraine là quốc gia bị giải mìn nhiều nhất trên thế giới. Ukraine hiện có rất nhiều loại chất nổ trên bề mặt cũng như trong lòng đất, và số lượng này vẫn tiếp tục gia tăng khi cuộc xung đột vẫn chưa kết thúc. Theo đánh giá, việc giải thêm các loại chất nổ có thể gây ra hậu quả tai hại và sẽ ảnh hưởng lâu dài tới các thế hệ tương lai. Trong một bài báo được đăng tải trên RT, ông Petro Lavrinin, nhà báo chính trị sinh ra ở Odessa, kiêm chuyên gia về Ukraine và Liên Xô cho biết, từ tháng 2 năm ngoái, khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, các vụ nổ mìn đã giết chết khoảng 200 dân thường ở Ukraine, đồng thời làm hàng trăm người khác bị thương. Liên Hợp Quốc đã gọi Ukraine là quốc gia bị giải mìn nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, mìn trên bề mặt cũng như trong lòng đất Ukraine vẫn tiếp tục gia tăng khi cuộc xung đột còn lâu mới kết thúc. Việc giải thêm các loại chất nổ có thể gây ra hậu quả tai hại cho các thế hệ tương lai ở Ukraine. Các báo cáo chính thức tuyên bố rằng 250.000 km² lãnh thổ Ukraine bị ô nhiễm bởi các loại chất nổ chết người. Diện tích này tương đương với diện tích toàn bộ Vương quốc Anh, 244.000 km². Thủ tướng Denis Shmyhal tuyên bố đất nước của ông đã trở thành bãi mìn lớn nhất thế giới. Điều này thậm chí đã thúc đẩy chính phủ thành lập một trung tâm đặc biệt để đối phó với bụi phóng xạ. Các chuyên gia tin rằng tình hình ô nhiễm bom mìn ở Ukraine thậm chí còn tồi tệ hơn ở Afghanistan và Syria. Người ta ước tính có hàng triệu bom mìn, đạn chống bộ binh, chống tăng và các loại bom mìn đạn chưa nổ trên bề mặt và trong lòng đất Ukraine. Maxim Semenov, một nhà phân tích chính trị kiêm chuyên gia tại xung đột trong không gian hậu Xô Viết nói rằng, các bãi mìn của Ukraine đang phát triển theo cấp số nhân. Bom mìn thường được đặt rải rác và không có bản đồ, làm phức tạp rất nhiều cho quá trình tìm kiếm và vô hiệu hóa chúng. Đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, điều này cũng tạo ra những vấn đề to lớn trong quá trình chuyển đổi sang cuộc sống thời bình. Các bãi mìn ảnh hưởng đến cả lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Các lực lượng vũ trang Ukraine thậm chí còn chôn mìn bên trong các cơ sở dân sự, chẳng hạn như ở Mariupol, nơi đặc công Nga vẫn đang dọn dẹp chất nổ tại các nhà máy, tòa nhà dân cư và tòa án. Nói cách khác, công việc dọn sạch bom mìn ở Ukraine có thể mất nhiều thập kỷ. Một năm trước, các vùng Kiev, Kharkov, Chernihiv và Sumy, phía bắc và phía đông của Ukraine là những khu vực bị ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất. Nhưng bây giờ, đó là khu vực phía đông và phía nam. Ông Sergei Kruk, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết, chúng tôi hiện đang hoạt động tích cực nhất ở vùng Kherson. 8.000 km² cần được rà phá bom mìn, trong đó 7.000 km² ở vùng Kherson và khoảng 1,5.000 km² ở vùng Nikolaev. Mức độ nguy hiểm cao nhất vẫn là vùng Donbass. Lãnh thổ này giải đầy bom mìn kể từ khi bắt đầu xung đột vũ trang vào năm 2014. Ngư dân và trẻ em thường xuyên trở thành nạn nhân của mìn ở Lugansk và những người hái nấm cũng chịu chung số phận gần Slavyansk. Những trận chiến đẫm máu nhất hiện đang diễn ra ở Donbass khiến nơi đây trở thành một trong những khu vực bị giải bom mìn nhiều nhất trên hành tinh. Các đặc công của lực lượng vũ trang Nga tin rằng khu vực này sẽ vẫn còn nguy hiểm đối với nhiều thế hệ cư dân. Mức độ nguy hiểm cao cũng vẫn tồn tại dọc theo chiến tuyến hiện tại, từ Kharkov đến các vùng Zaporozhye, cũng như dọc theo đường liên lạc ở vùng Kherson. Mỗi ngày là một thử thách của số phận đối với thường dân ở Ukraine. Nguy hiểm tiềm ẩn khắp mọi nơi, những người nông dân được cho là gặp rủi ro lớn hơn. Vì những bãi mìn vô tận từng là cánh đồng trù phú, khi quay trở lại canh tác, mỗi bước đi có thể là bước cuối cùng của họ. Ngoài ra, việc nông dân không thể canh tác trên đồng ruộng vì bom mìn đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho nông nghiệp, một trong những lĩnh vực chính của nền kinh tế Ukraine. Trước khi bùng nổ chiến sự, Ukraine chiếm gần 10% thị trường ngũ cốc thế giới. Đất nước này cũng là một trong những nhà sản xuất hạt hướng dương, ngô và các loại ngũ cốc khác thuộc hàng lớn nhất thế giới. Dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh, năm ngoái, công ty công nghệ vũ trụ NASA của Mỹ đã kết luận rằng Ukraine có thể chỉ đạt được một nửa sản lượng thu hoạch ngũ cốc so với thông thường. Năm 2022, nông dân gặt hái ít hơn 30% so với năm 2021. Năm 2023, sản lượng thu hoạch ngũ cốc và cây họ đậu của nước này ước tính sẽ giảm thêm 17% so với năm ngoái. Ở vùng Kherson, thật không may, hầu hết các vùng lãnh thổ đều bị giải bom mìn. Các cánh đồng bị đạn pháo tàn phá cũng sẽ mất thời gian dài để rà phá bom mìn chưa nổ. Ông Dmitry Solomchuk, thành viên của Ủy ban Quốc hội Ukraine về chính sách đất đai và nông nghiệp cho biết vào tháng 3 năm nay. Nhà phân tích Semenov nói, các bãi mìn chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến doanh thu và sản xuất hàng hóa nông nghiệp của Ukraine. Rất nhiều cuộc giao tranh đang diễn ra trên vùng đất màu mỡ nhất. Điều này sẽ hạn chế rất nhiều tiềm năng nông nghiệp của khu vực và làm giảm thị phần của Ukraine trên thị trường ngũ cốc trên thế giới, không chỉ trong năm nay mà còn trong những năm tới.
không ai có thể đoán trước được sẽ mất bao lâu để hoàn thành việc rà phá bom mìn ở Ukraine. Nhưng rõ ràng là ngay cả khi sau khi cuộc xung đột kết thúc, bom mìn và vật liệu nổ sẽ vẫn nằm rải rác trên khắp đất nước và di sản khủng khiếp này sẽ gây ra những hậu quả đáng kể. Trước đó, ông Sergei Kruk, người đứng đầu cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho hay, hai người máy rà phá mìn hiện đại MV-4 và MV-10 đã được chuyển từ khu vực tiền tuyến ở Luhansk tới tay các đơn vị công binh hoạt động trong tỉnh Kherson. Những hệ thống rà phá bom mìn và xử lý chất nổ này trong quá trình hoạt động đã chứng minh được hiệu quả. Chúng sẽ đẩy nhanh hơn nữa công tác rà phá bom mìn của công binh Ukraine. Khối lượng công việc rà phá bom mìn trong cuộc xung đột không chỉ đòi hỏi những người lính có kinh nghiệm, mà chúng tôi cũng cần phải sử dụng đến những giải pháp kỹ thuật mang tính hiện đại. Trang min.in.ua dẫn lời ông Kruk cho biết. Theo min.in.ua, hai người máy MV-4 và MV-10 nói trên có nguồn gốc từ quỹ từ thiện Howard G. Buffett Foundation và được cung cấp cho chính quyền Ukraine với mục đích hỗ trợ cho các dự án nhân đạo của Kiev trong việc đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn. Thưa quý vị, một nông dân Ukraine đã nghĩ ra một cách mới để loại bỏ số mìn còn sót lại trên cánh đồng của mình sau những cuộc tấn công của Nga. Và ông đã dùng các mảnh kim loại lấy từ xe tăng của Nga để lắp thành lớp bảo vệ máy kéo và điều khiển nó từ xa. Sau khi các lực lượng Nga bị đẩy lùi khỏi các khu vực ở miền đông Ukraine vào năm ngoái, mìn vẫn còn sót lại trên nhiều cánh đồng, khiến nông dân gặp nguy hiểm khi gieo hạt cho vụ thu hoạch tiếp theo. Những cánh đồng quanh làng Hravkove cũng không ngoại lệ. Oleksandr Krivosov, tổng giám đốc một công ty nông nghiệp tư nhân quyết định, ông không thể chờ đợi sự giúp đỡ từ lực lượng rà phá bom mìn chuyên nghiệp đang làm việc quá tải để dọn sạch bom mìn trên những cánh đồng. Thay vào đó, ông đã thiết kế một chiếc máy kéo điều khiển từ xa, có thể chịu được các vụ nổ. Sử dụng áo giáp từ các phương tiện quân sự bị hư hỏng của Nga để bảo vệ thân máy kéo của mình, ông đã mua một hệ thống cho phép một người trong nhóm của ông vận hành máy kéo từ xa, từ gầu máy đào lơ lửng trên không gần đó. Krivosov nói với Reuters, chúng tôi bắt đầu làm điều này chỉ vì thời điểm gieo trồng đã đến và chúng tôi không thể làm gì vì lực lượng cứu hộ đang rất bận rộn. Ông nói, chúng tôi đụng phải một quả mìn chống tăng, lớp bảo vệ đã bị nổ, nhưng chiếc máy kéo vẫn an toàn. Mọi người đều sống sót và an toàn, các thiết bị đã được khôi phục và sửa chữa. Thủ tướng Denis Mihan tuần trước cho biết khoảng 30% lãnh thổ Ukraine đã bị người Nga khai thác và chính phủ đang tập trung vào việc khai thác đất nông nghiệp càng nhanh càng tốt. Chúng tôi không có thời gian để rà phá bom mìn, khối lượng công việc rất lớn. Sergei Dudak, người đứng đầu đơn vị rà phá bom mìn hiện đang giám sát công việc của máy kéo cho biết, sẽ mất nhiều năm để rà phá mỏ đặc biệt này bằng tay và để đảm bảo rằng không có mỏ nào ở đây.